Phút thứ 77, cầu thủ số 17 Mai Lê Trung Kiên của đội trường Đại học Cần Thơ đã tung ra cú sút xa ở khoảng cách hơn 30m. Bóng đi rất xoáy tạo thành một đường cong đẹp mắt kim thẳng vào góc xa khung thành đội trường Đại học Trà Vinh, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội trường Đại học Cần Thơ. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. Hôm nay toàn đội đã chiến đấu 200% sức của mình và theo sự chỉ đạo của thầy, hiệp 2 bọn em đã cố gắng hơn và đẩy cao cường độ bóng lên và bọn em đã có được 2 bàn thắng. Và em thì ghi bàn thắng thứ 2 thì em nghĩ cũng giao một phần may mắn và cố gắng của toàn đội. Và chúc mừng toàn đội ngày hôm nay đã chiến đấu cùng em. Với trận thắng này, đội trường Đại học Cần Thơ có được 9 điểm sau 3 trận toàn thắng và giành tấm vé duy nhất khu vực Tây Nam Bộ vào chơi vòng chung kết giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam Cúp Cà Phê Đờ Măng Đen lần 1 năm 2023. Và toàn đội sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngắn, nhưng mà em nghĩ thầy sẽ rút ra được kinh nghiệm và đúc kết ra nhiều bài học cho tụi em, và tụi em sẽ có những chiến thuật mới để chiến đấu ở vòng chung kết. Trước đó, trận đấu diễn ra đôi công hấp dẫn, nhưng vào cuối hiệp 1, bước ngoặt đã đến khi hậu vệ đội trường Đại học Trà Vinh bị thẻ đỏ sau pha truy cản nguy hiểm. Thì tôi nghĩ bước ngoặt trận đấu là cái đội bạn người ta phạm lỗi, quả đốc xô, thì trọng tài rút thẻ đỏ. Thì cái kết quả trận đấu thì các em đã làm rất là tốt. Hiệp 2 vào cái tuân thủ cái đấu pháp, rồi cái bình tĩnh, tự tin, cái tận dụng cơ hội mình tạo ra. Còn tới nữa thì chuẩn bị lên vòng chung kết, thì đội thì lúc là cũng duy trì thường xuyên, thì mấy em thì cũng có cái kế thừa từ giải này qua giải khác, đã từ ở Philip cho tới giải của Bộ Giáo dục Đào tạo năm 2022. Các em cũng trưởng thành và các đội bóng vòng chung kết thì cũng đã gặp nhau nhiều, thì mình cũng biết các trường khác rồi ưu điểm, khuyết điểm, chúng ta cố gắng nỗ lực chuẩn bị tốt nhất có thể cho cái vòng chung kết. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.